Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 4 của tác phẩm truyện Gió Nay Lá Cỏ của tác giả Lê Nguyệt. Và chúng ta cùng xem cậu bé Chậm có dùng các cái cách nào khác nữa hay không để khiến cho bố mình và cô Trinh có một mối quan hệ tốt hơn và đúng như kỳ vọng của đồng chí Chậm này. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện và cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Gió Lay Lá Cỏ qua giọng đọc Đình Duy. Từ ngày có cô Trinh ăn cơm chung, không khí gia đình tôi vui nhộn hẳn lên. Hôm nào Chậm cũng đi chợ mua đồ ăn, rồi nhờ cô Trang chỉ cách nấu. Mà nó nấu ngon lắm nha, nó lại biết thay đổi món ăn mỗi ngày. Những thứ rẻ tiền mà nó cũng làm thành một bữa cơm ngon. Tôi nghi ngờ có cao nhân chỉ điểm nó. Thí dụ như nó rảo khắp chợ mua một mớ cá lòng tong về băm nhuyễn, rồi vò viên, kho với cà ăn cùng với rau xà lách. Bữa cơm nào của nó cũng có rau hết nha. Nó nói ăn rau nhiều mới khỏe mạnh và da mới đẹp. Cha tôi thì sợ nó có quan tâm tới chuyện bếp núc mà sao nhãng việc học, nhưng nó dõng dạc tuyên bố, cuối năm nhất định sẽ hết phần thưởng, chí ít cũng là giấy khen, nếu không nó giải nghệ nghề đầu bếp luôn. Vậy mà bữa nay tôi đi chợ về, thấy nó ngồi thu lu trong góc phòng, mặt mày nặng trĩu trịch. Ngước lên nhìn tôi, nó cũng không có phản ứng gì. Tôi biến sắc, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra cho nó, hay là bà ngoại biết chuyện đã tới dằn mặt cô Trinh chăng? Tôi quăng đồ xuống đất chạy đến bên nó, nâng mặt nó lên, nhìn sâu vào mắt nó. Chuyện gì vậy cưng? Sao buồn não ruột vậy? Miệng Chậm méo sạch như muốn khóc. Hồi nãy cha về bắt quả tang cô Trinh đang làm đồ ăn cho mình. Tôi thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Vậy thôi hả? Vậy có gì đâu mà buồn. Cha chửi mình, cha nói làm vậy không những không giúp được cô Trinh mà còn bắt cô phải lo cái ăn cái uống cho gia đình mình nữa. Mà mình có bắt cô đâu, tại cô tự nguyện chứ bộ. Cô nói trước là cô làm để phụ mình, sau là chỉ cho mình làm. Vậy thì có gì sai đâu, phải không chị? Phải rồi. Mà sao cha lại la mình? Cha la là phải la thôi, chứ không chừng cha còn khoái nữa hả? Phải không chị? Chứ sao? Chắc cha cũng nghi, lâu nay cô Trinh nấu ăn cũng như chị nghi thôi. Vì cưng thì sức mấy mà nấu được mùi vị như vậy? Khi dễ hen? Không phải khi dễ, nhưng cưng còn nhỏ, cũng như chưa từng ăn những món ngon vật lạ, nên đâu biết mùi vị ra sao mà chế biến. Cô Trinh dù nhà nghèo, không từng ăn món ngon, nhưng cô lớn rồi, cha cô lại bệnh hoạn, nên cô hay nấu những món lạ cho cha ăn, giết rồi có kinh nghiệm nêm nếm. Cha la cưng vì cha ngại với cô Trinh, chứ có người nấu ăn ngon như cô ở trong nhà, cha khoái gần chết. Chậm thay đổi nét mặt liền, nó tươi tỉnh hẳn lên, ngồi dậy. Chị biết sau nay mình không đi chợ mua đồ ăn không? Tính hỏi là, không đi mua vậy nên ăn cơm với gì? Là bởi vì cô Trinh đi giao đồ, cô đi mua đồ ăn luôn. Chị biết cô mua gì không? Canh chua cá hú à? Con cá hú bự chàng một bụng mỡ luôn đó chị. Cô nấu với đậu bắp, khóm bạc hà thơm bát ngát trời mây luôn. Cô mua tôm khô với thịt ba dọi về, kho khô quẹt sền sệt, đã lắm. Ta nói bữa nay ăn cơm lần vách luôn nè. Ăn cơm lần vách là sao? Không biết hả? Diễn tả cho coi nè. Nó đứng dậy đỡ cái bụng dưới ra vẻ như no lắm rồi ép sát vào tường, lấy tay lần lần bước tới, cười ha hả nó nhìn tôi. Nghĩa là đi không nổi phải lần vách mà đi đó. Cái thằng mắc dịch, nhìn bộ dạng nó, ai mà không cười khì thì người đó chắc là khó tính lắm. Đúng là ma giáo, ngày nào cũng cố tình hỏi cô Trang cách làm đồ ăn trước mặt tôi để tôi không nghi ngờ. Thì ra mỗi ngày mua gì cô Trinh đều chỉ bảo cho nó. Nó tưởng có thể giấu được lâu dài, nhưng có ngờ đâu chỉ một tuần là cha tôi đã phát hiện ra. Ngày mốt là dỗ mẹ của chị em tôi rồi. Sáng này bà nội nhắc, kêu cha chở chị em tôi về phụ ngoại dọn dẹp nhà cửa, phụ tiền chợ cho ngoại mua sắm và tiền mướn dạp. Hỏi ngoại làm chừng bao nhiêu bàn để nội biết mà mua cá thịt đem vô. Tôi nói hôm nay ngày thứ năm, chắc tối lắm mới về ngoại được vì chị em tôi mắc đi học và sáng mai chỉ ở buổi sáng thôi. Nội kêu ngày mai phải xin nghỉ, còn thứ bảy thì đương nhiên vì mỗi năm dỗ mẹ có một lần, bằng giá nào cũng phải có mặt đầy đủ. Thật sự tôi sợ gặp lại bà ngoại lúc này quá trời. Nếu như bà biết chị em tôi cố tình gắn ghép cô Trinh cho cha tôi, thế nào cũng có chuyện lớn chứ chẳng chơi.
Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, con dâu xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng. Tất nhiên gia đình tôi sẽ không ai nói với bà ngoại, trừ khi bà nghe phong phanh rồi hỏi. Mà nếu như bà có hỏi, tôi cũng sẽ thú thiệt. Có gì phải giấu chứ? Mẹ tôi mất cũng đã 7 năm rồi. Chẳng lẽ kêu cha tôi phải chung thủy cả đời bà mới chịu hay sao? Trưa cha tôi về ăn cơm, nhìn mâm cơm thịnh soạn, ông ái ngại nói với cô Trinh. Mỗi ngày chỉ chi có bao nhiêu tiền chợ thôi. Trinh cũng đừng bù làm gì. Ăn chi cũng được, miễn qua bữa là xong. Trinh vẫn chưa dư giả gì đâu. Cô Trinh vừa bày chén ra bàn vừa chúm chím cười. Tất nhiên em không mượn nợ để mua đồ ăn, anh yên tâm đi. Hôm nào em giao đồ thì cải thiện bữa ăn cho hai đứa nhỏ, bình thường có gì ăn đấy. Món nào khó nấu thì em nấu, món nào đơn giản thì Nhật nấu. Hồi sáng nghe anh la Nhật, em thấy nó bị oan đó nha. Chậm lấy muỗng húp một miếng nước canh rồi suýt xoa. Trời ơi, canh chua ngon vậy, kêu con nấu sao ra? Con ở mó vô thì tanh dình nồi canh chua còn gì. Cha húp miếng nước thử coi, còn cầm đoàn bà ngoại bà nội, không ai nấu ngon bằng đâu. Cha tôi lắc đầu, miệng chề chề nhìn nó. Thằng bè mép, nịnh hết biết. Nịnh gì, chị thử coi chị, ngon bá cháy bù chết chó luôn. Cha tôi là, thôi giảm quá, gì mà bá cháy bù chết chó, ăn nói nhảm nhí hả? Thằng nhỏ phụng phịu, lúc này hay dạy con ghê ta. Hồi đó nói gì chắc không cười thì cũng làm thinh, giờ thì nói gì cũng bị la hết là sao? Vì bây giờ lớn rồi, có ý thức rồi, không uốn nắn, sau này sẽ sinh ra hư hỏng. Đâu đến nỗi dữ vậy cha, con ngoan mà, phải không cô Trinh? Cô Trinh cười, cả nhà cùng cười, bữa cơm thật ngon và thật vui. Tôi biết cha tôi rất hài lòng cuộc sống này. Hồi mẹ còn sống, trong trí nhớ của tôi, gia đình bốn người chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại ăn bữa cơm. Thường là chị em tôi ăn trước, cha mẹ chiều về cùng ăn với nhau. Buổi trưa thì mẹ đem cơm ra trường cho cha và mẹ ăn cùng. Khi mẹ mất rồi, cha chưa bao giờ được ngồi chung bàn với ngoại. Ông lầm lũi bới tô cơm, chọn một góc nào đó ngồi ăn. Kéo dài mấy năm liền như vậy, chị em tôi bất mãn chờ cha về ăn chung, bao giờ cũng bị ngoại la. Nói cha tôi bẩn thỉu, không được ăn chung với ông. Thậm chí ly nước cha uống bà cũng để riêng. Ôi, tội nghiệp cha tôi. Bà ngoại làm sao hiểu nổi đằng sau người đàn ông mà bà khinh rẻ ấy lại là một người lịch lãm như hiện giờ. Tôi biết chắc, nếu như bà biết cha tôi có quen với người phụ nữ nào, thì bà cũng sẽ cho rằng người phụ nữ đó là loại đàn bà hạ cấp, không có chỗ dựa, nên mới chịu quen với cha tôi. Bà không thể ngờ cô Trinh là một người đáng quý như thế nào. Buổi chiều chị em tôi đi học về, chờ cha trả xe cho học sinh về ăn cơm để chờ chị em tôi về ngoại. Cũng khá lâu rồi chị em tôi chưa gặp bà. Tôi đi một vòng cho giãn gân cốt, vào nhà nhìn thấy Chậm ngồi bẹp dưới đất, chân trái chống lên, chân phải duỗi thẳng ra, tay trái gác lên chân trái, cằm gác lên cánh tay, tay phải vẽ vẽ dưới đất, coi bộ đăm chiêu tư lự lắm. Tôi chưa từng bắt gặp hình ảnh này của nó bao giờ. Ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt nó lên, tôi quan tâm. Gì nữa vậy cưng? Nó nhìn tôi, ánh mắt tha thiết buồn. Chị, biết chừng nào mình mới có máy vi tính hả? Tôi chạnh lòng. Sao lại nghĩ tới máy vi tính? Mình đi học vi tính, thấy đứa nào nhà nó cũng có máy riêng hết. Nó học trong lớp xong rồi về nhà thực hành. Còn chị em mình chỉ có 45 phút trong lớp là xong. Chữ trả cho thầy hết. Nếu như mình có vi tính riêng, mình đảm bảo với chị là mình sẽ rất giỏi vi tính. Sau này lớn lên mình sẽ học công nghệ thông tin. Ra trường làm việc như là chú Giận, con ông Ba Sán kế nhà nội, lương cao chót vót luôn. Trong lớp mình, không có đứa nào thông minh hơn mình với cái môn này đâu. Tụi nó rủ mình lại nhà, chỉ tụi nó hoài, nhưng mình chán không đi. Tôi chắc lưỡi, hiểu nó như hiểu mình. Tôi cũng đã từng ước mơ có một máy vi tính như vậy. Máy bàn cũng được, laptop thì tốt hơn vì mình có thể mang theo. Nhưng tôi biết khả năng của cha tôi là không thể nào sắm nổi cho chị em tôi, dù là trả góp. Cái điện thoại ông đang xài hết sức cùi bắp, chỉ nghe và gọi, ngoài ra không có chức năng gì thêm. Không biết lựa lời nào để an ủi Chậm, tôi đành làm thinh. Chậm đưa tay sờ vào mặt tôi, vuốt vuốt. Chị buồn ha, mình chỉ nói vậy thôi chứ đâu có đòi hỏi gì. Mình biết cha nghèo, đâu làm sao có tiền mua cho chị em mình được. Mà cái máy nhiều tiền quá nội có cho cũng không đủ mua, thôi thì chịu vậy. Cưng có thể ra mượn máy của bác hai học đỡ mà. Máy của chị Liễu chỉ học suốt thôi. Hễ chị đi học thì mình cũng đi, đâu có hồi nào rảnh. Mượn cũng giây lát chứ đâu có mượn lâu được. Ngồi chừng 10 phút là thích ngại rồi. Nó níu tay tôi. Chị, hay là chị em mình có kế hoạch để dành tiền đi?
Tôi phì cười, thương em đứt ruột đứt gan. Tụi mình có tiền gì đâu mà để dành, quanh năm suốt tháng chẳng có một cắc. Trầm thiểu não cúi đầu xuống. Cũng phải, như con người ta còn có tiền ăn sáng, chị em mình toàn ăn cơm. Bất ngờ nó hỏi tôi, chị phụ bán với nội có cho tiền chị không? Có chứ cưng, nhưng mà chị không lấy bao giờ hết. Cưng nghĩ coi, mình ra đây chuyện gì nội cũng lo, gạo thóc mắm muối, tiêu hành tỏi ớt, chị em mình phụ nội có nhiêu đó, chẳng thấm vào đâu, sao lại ngừa tay nhận tiền của nội được? Cũng phải, mỗi ngày mình chôm của nội cũng hết 50.000 tiền rau, tính ra cả tháng cũng mấy trăm ngàn. Rồi bỗng nhiên nó đứng phát dậy, vui vẻ như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Mà thôi chị ơi, bằng lòng với hiện tại đi, mình được như vậy là hạnh phúc lắm rồi, không phải nhịn đói ngày nào. Thú thiệt, hồi mới dọn đi là ghét bà ngoại, là cho đã cái nư của mình, chứ cũng sợ đói lắm. Dù biết bà nội không bao giờ bỏ chị em mình, nhưng cũng lo chứ bộ, so ra mình cũng còn hơn nhiều người khác lắm rồi. Thấy nó vui vẻ, tỉnh bơ, tôi cũng yên tâm. Cha tôi về, tắm rửa xong, chậm gọi cô Trinh qua ăn cơm. Cha nói với cô. Mai mốt hai ngày, cô Trinh tự ăn cơm một mình nha. Ba cha con phải về ngoại giúp mẹ tôi nó rồi. Cô Trinh gật đầu, cha quay sang chậm. Dỗ mẹ hai ngày sau là sinh nhật con. Mọi năm làm ở nhà ngoại, năm nay tính sao? Trầm chớp chớp mắt. Nếu mình không có tiền khỏi làm cũng được cha ơi. Nói bà nội thay vì mua cái bánh kem mấy trăm ngàn, thì mua vài chục gạo cho mình là được rồi. Sinh nhật sinh nhất gì, năm nay không làm, năm tới có tiền làm cũng được mà. Vậy tội nghiệp con. Không tội nghiệp, bỏ luôn cũng được nữa. Mỗi năm làm sinh nhật, hai chị em con cũng tốn bạc triệu rồi. Cô Trinh cười cười nheo mắt nhìn Trầm. Nếu không tổ chức sinh nhật thì con muốn mua món gì kỷ niệm? Trầm nhòn nhèn cười. Khỏi luôn cô ơi, con mà nói ra, cha con với cô té xìu cái đụi luôn à? Thì nói ra thử đi. Thôi, không nói đâu. Vậy cô nấu món gì ngon ngon cho cả nhà ăn nha. Tốn tiền nữa. Tốn cũng không sao. Mừng ngày con có mặt trên đời. Cô phải cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra con cho cô có một đứa cháu cực kỳ dễ thương. Trong thời gian qua, nếu như không có con, cô cũng không biết mình sẽ trải qua tháng ngày này như thế nào. Giọng cô Trinh trầm xuống, trầm dương mắt ngó cô lòm lòm, coi mọi anh ấy cảm động muốn rơi nước mắt rồi kìa. Cha tôi cúi mặt xuống chén cơm, chắc là ông xúc động không thua gì Trầm. Tôi cũng thấy thương. Nếu như đây là một gia đình ngôn chính danh thuận, thì chắc là chị em chúng tôi sẽ hạnh phúc như khi còn mẹ. Mà hơn chứ, bởi vì những lúc như thế này, ở tại nơi đây, cha tôi được sống thật với bản chất con người của mình, không phải lệ thuộc ai. Mà tại sao lại lệ thuộc chứ? Cha tôi có sống nhờ sống bám vào bà ngoại đâu. Tại sao bao nhiêu năm qua lại cam chịu những lời chỉ trích và ánh mắt khinh thường của bà? Lúc ấy chị em tôi còn nhỏ và không hiểu về cha mình. Còn bây giờ, không dễ gì ai xúc phạm cha của tôi được, dù đó là ai. Tôi, với sức của mình, sẽ bảo vệ cha bất kể hậu quả ra sao. Cơm xong, cha chờ chị em tôi về ngoại. Thằng Trầm bây giờ lớn bộn rồi. Ngồi phía trước áng tầm nhìn của cha nên nó phải ngồi giữa. Cha dặn vô trong đó, dù ngoại nói gì cũng không được trả lời, nhất là cái miệng của Trầm. Khi nó muốn nói thì bụm họng không có kịp. Trầm cười hí hí, biết rồi mà. Nghe vậy tôi bỗng nhiên thấy buồn và thương cho ông. Ông lại sắp sửa phải nhịn nhục nữa. Cũng may, chị em tôi quyết kéo ông ra khỏi cuộc sống gò bó, chứ nếu không chắc cả đời cha sẽ chẳng bao giờ được làm chủ lấy mình. Cha tôi không mua gì mang theo cả, dự định xếp phụ tiền trợ cho ngoại thôi. Lương bảo vệ của cha cộng với tiền giữ xe chỉ gần 4 triệu mà cha phụ đám 2 triệu. Tôi lo không biết những ngày còn lại với số tiền ít ỏi đó vừa đóng tiền phòng trọ, điện nước, vừa ăn uống sao cha xoay sở cho đủ. Chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy ra nổi hết sao? Trời tối hẳn rồi, đường xá đã lên đèn. Bên trong nhà ngoại cũng trộn rộn nhiều người. Cha tôi dừng xe trước cửa, chị em tôi ngập ngừng, ngại ngùng, chẳng dám bước vào nhà. Bà ngoại ngồi quay mặt ra, nhìn thấy cha con tôi nhưng không có biểu hiện chào đón gì. May mắn có bà cụ Tứ ở đó. Bà ba ra, em ruột bà ngoại cũng có mặt. Hình như đang hấp bánh ít hay bánh tét nên dưới bếp có vẻ đông người. Lần này bà ngoại dỗ mẹ tôi lớn lắm hay sao vậy ta? Cụ Tứ thấy Chậm thì ngoác ngoác nói với ngoại. Cha con nó về kìa. Chị cũng bỏ qua đi, đừng khó khăn chi, để tụi nó làm bổn phận cúng dỗ vợ và mẹ nó. Tôi làm gì mà khó khăn cụ, tại tụi nó chê ở với bà già này nghèo túng và cực khổ nên tìm chỗ sướng mà ở vậy thôi.
chứ ai xua đuổi gì. Chỉ lại vậy nữa, Trầm, lại bà biểu coi con. Thằng Trầm mừng rỡ như có cứu tinh, nó xả lại. Trước khi ngã vào vòng tay của bà cụ tứ, Trầm đứng ngay ngắn quanh tay trả bà ngoại. Thưa ngoại, con mới vô. Rồi không chờ bà có gật đầu hay không, nó sáp lại cụ tứ, vẫn giọng nhõng nhẽo như xưa. Cụ ơi, con nhớ cụ ghê luôn, tính mai thế nào cũng qua thăm ông bà cụ nè, cụ có khỏe không? Bà cụ ôm lấy nó, vuốt về. Cụ khỏe chứ? Chào ôi, thằng nhỏ này lớn bộn, mà có da có thịt nữa này. Bà nội khỏe không con? Chừng nào nội con vô? Trầm len lén nước chừng bà ngoại. Nội con khỏe, chiều mai nội con vô. Bà ngoại đứng dậy kết sột, bỏ ra sau nhà. Chị coi, nó hỏi thăm chị có khỏe không chứ có hỏi gì thế bà già này đâu. Trầm níu tay bà ngoại lại. Gì vậy bà ngoại, bà cụ hỏi con trước nên con trả lời bà cụ trước. Bà ngoại ở đây, bà cháu mình còn nhiều thời gian mà, ai cũng đâu qua bà ngoại được. Vừa nói nó vừa nheo mắt nhìn bà cụ tứ. Cái thằng ma giáo hết chỗ nói, bà ngoại có vẻ nguôi giận. Nhân dịp này, tôi bèn tiến lại gần bà, khoanh tay chào bà và bà cụ. Cha tôi cũng vậy. Bà ngoại thở hắt ra, ngồi xuống nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu như vừa rồi. Cha tôi cầm sấp tiền, toàn giấy 100 ngàn đưa cho ngoại. Con phụ mẹ lo đám dỗ vợ con, còn tiền mướn mái che và bàn ghế xong đám rồi con sẽ thanh toán. Bà ngoại cầm tiền để xuống bàn, lấy cái ly dần lên, cũng chẳng nói gì. Tôi thấy cha bối rối, tay chân dư thừa nên cứu bộ. Nội con hỏi ngoại định làm bao nhiêu mâm để nội con biết mua đồ đem vô nấu. Thì cũng như mọi khi, 10 bàn. Tôi hết hồn la hoảng. 10 bàn hả ngoại? Đám dỗ thôi mà 10 bàn. Bà ngoại đỏ cả mặt mày, chắc là bà giận lắm. Mà sao lại giận chứ? Gom cả xóm này lại cũng không tới 5 bàn. Khách cờ xa của ngoại và thầy giáo trong trường, hun lắm cũng 2 bàn nữa. Ở đâu ra 100 người cho ngoại mời? Có phải ngoại đang làm khó nội tôi không? Lo cho cái đám dỗ 10 bàn, bà ngoại tưởng ít tiền lắm sao? Đâu thể mỗi bàn một con vịt là đã đủ. Tai tôi ù lên, tôi biết mình chưa đủ lớn để hiểu hết bà ngoại đang nghĩ gì. Nhưng một điều chắc chắn là bà đang lợi dụng bà nội tôi. Nội tôi đã vẹn tình vẹn nghĩa với mẹ tôi lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm gì ở bà nữa. Lẽ ra ngoại phải biết ngại ngùng với bà nội, vì dù sao mẹ tôi cũng chỉ là con dâu đã mất của bà nội thôi. Nhưng mẹ này là con ruột của ngoại, nên ngoại phải vun vén. Có gì cũng nấy. Mẹ tôi sinh thời là người tiết kiệm, có phải phung phí và xài sang, thích ăn ngon mặc đẹp đâu. Hay ngoại tranh thủ đám dỗ này để kiếm một số tiền cho riêng mình. Tôi nhất định sẽ không để bà nội mình bị lợi dụng như vậy. Nghe tôi kêu lên, bà có vẻ bất bình, hất mặt cay cú nhìn tôi. Gì mà mày la làng lên như vậy? Khách ở đâu mà ngoại mời nhiều như vậy? Ở đâu ta phải trình mày sao? Bây giờ người ta hô hào tiết kiệm, ngoài làm đám dỗ thôi, mà chi đến tận 10 bàn. Cứ đơn giản có gì cũng nấy là được, mẹ con có đòi hỏi gì đâu mà ngoại lại phô trương. Tao chỉ có một đứa con gái là mẹ mày. Để nhớ ngày đó mất, làm cái đám dỗ lớn na nổi vong linh nó là trai sao mày? Vậy thì ngoại tự làm đi, cần gì bà nội con phải lau đồ mặn chứ? Cần gì cha con phải phụ tiền chợ và tiền giáp? Nội con buôn bán cả ngày ngoài chợ, nắng sớm mưa chiều, đồng tiền làm ra cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ăn không dám ăn, xài không dám xài, lại hoang phí vào việc cúng quài tội cho nội con chứ. Vậy ngoại lo cái gì để tưởng nhớ mẹ con? Mắt bà ngoại long lên sòng sọc, giọng nói rít qua kẽ răng. Gần một năm nay, tôi mới nghe lại cái giọng nói này. Bơi bầy lớn mà đã già hàm lý sự. Lớn lên chắc coi tao không ra gì. Tao có kêu quân nào phụ lo đâu. Còn cha bây đó là bổn phận của nó. Tao cho mượn nhà mượn chỗ để cúng quải chưa đủ sao? Cha tôi lôi tay tôi giạt ra phía sau. Ông xuống nước năn nỉ. Mẹ đừng giận. Con Thủy nó còn nhỏ không biết chuyện để con dạy dạy nó. Mẹ muốn sao cũng được. Mẹ làm chủ đi. Con sẽ về nói lại với mẹ con. Thằng Trầm bụm họng không kịp. Bà nội bỏ tiền ra làm đám cho bà ngoại mời khách thu tiền. Chuyện vậy mà cũng không biết. Bà ngoại tím tái mặt mày. Phía sau nhà mọi người đều lên cả đứng nghe. Bà ra đốp chát. Qua trời cái lũ này, nuôi cho lớn lên mới ra ngoài chứ mọc đủ lông đủ cánh nó giờ cho phản trụ. Kể tội bà ngoại mình trước mặt mọi người. Ông trời nào dòm ngó tụi bay. Thì ra bao lâu nay, cha con bay dẫn đi để dạy ra những đứa trẻ mất dạy. Vô giáo dục như vậy hả? Bà cụ tứ khoát khoát tay giảng hòa. Thôi, bớt lại mỗi người một câu đi. Con nít mà hơi đâu bắt lỗi nó. Nó nghĩ sai, thì mình chỉ cho nó nghĩ đúng một chút. Ai, có điều... Tôi cũng phải nói phân hai. Đám dỗ nhà nghèo mà đãi 10 bàn cũng có hơi phô trương.
nhất là chị ở trong dạng hộ nghèo mãn tính nữa. Nói là nói như vậy, nhưng đãi bao nhiêu bàn là quyền của chị. Mà mấy cháu à, ngoại con đi đứng nhiều, ăn của người ta thì cũng phải kiếm cớ mà trả lại cho người ta. Các cháu cũng nên thông cảm, đừng nói những câu nặng nề làm tổn thương bà ngoại của mình chứ. Tôi ấm ức nói với bà cụ. Bà ngoại làm bao nhiêu bàn thì làm, đãi bao nhiêu khách thì đãi. Nhưng bà ngoại phải bỏ ra để lấy lại, chứ để nội con lo hết thì tội cho nội con lắm. Một năm nay bà nội kêu mang cha con của con cũng mệt mỏi lắm rồi. Con thấy nội cũng đã tròn trách nhiệm với mẹ con. Giờ nội phải được nghỉ ngơi mà lo cho mình, không thể vừa lo cho người sống vừa lo cho người chết được. Bà ngoại gầm lên. Tao không cần quân nào lo hết đó. Tao làm được gì cho con tao thì tao làm. Vừa nói, bà vừa cầm sấp tiền trên bàn quăng tung tóe ra mặt đất. Thằng Chậm tỉnh bơ, khum xuống nhặt từng tờ xếp lại ngay ngắn. Bà ngoại hậm hực. Thì ra bà nội bay suối vô nói vậy phải không? Cha tôi lật đật năn nỉ. Mẹ bất giận. Con nít nói không biết suy nghĩ. Mẹ con không có ý đó đâu. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cầm lại tiền này lo đám cho vợ con. Thiếu bao nhiêu con sẽ đưa thêm. Tao không cần. Con tao, tao lo được. Bà cụ Tứ đón sấp tiền từ tay Chậm để lên bàn, cũng lấy cái ly dằn lên. Còn nít mà, từ từ dạy nó. Cũng là cháu chị chứ ai. Đừng giận quá rồi nói mấy câu mích lòng xui ra. Ai người lớn mà đi xúi biểu con cháu hỗn hào với ông bà mình. Chị bỏ qua đi, lo đám dỗ cho đàng hoàng. Chị là chủ nhà, muốn tổ chức lớn nhỏ gì là quyền của chị. Ai phụ được bao nhiêu thì phụ, còn lại bao nhiêu thì chị lo. Mình ăn hết, người khác ăn thì còn. Chị đãi người thì người sẽ đãi lại chị. Ai cũng có lý của người đó, tranh cãi làm gì. Còn hai đứa con, bà ngoại là bà ngoại, con cháu phải giữ phận, không được nói leo, không được hỗn hào, biết chưa? Chuyện đám tiệc chưa tới phần các con lo liệu, chừng nào lớn rồi. Lãnh cúng dỗ mẹ, lúc đó muốn làm sao thì làm. Chị em tôi im lặng nghe lời bà cụ Tứ. Tôi biết bà ngoại không bao giờ dám làm bà cụ phật lòng, vì rõ ràng, nói sao thì nói, chị em tôi vẫn có dây mơ dễ má với bà cụ. Lâu nay, dù ghét ông ngoại, nhưng tôi vẫn nghi ngờ bà ngoại có nhận tiền trợ cấp của ông để nuôi chị em tôi thông qua bà cụ Tứ. Nếu không bà ngoại có thu nhập gì đâu, sao lại sống nhờn nhơ bao nhiêu năm trời. Nhất là trong thời gian cha con tôi rời khỏi nhà, chưa từng nghe bà than túng thiếu với ai. Thấy không khí có vẻ nặng nề, bà cụ quay sang. Thôi được rồi, cha con về đi. Sáng mai vô sớm coi phụ gì thì phụ. Giờ cũng hết việc rồi, bánh trái đã gói xong, bà cũng chơi một chút rồi về thôi. Cha con tôi mừng quính, lật đật thưa rồi về. Gần tới phòng trọ, cha tấp vào một quán nước, kêu ba ly sinh tố bơ, Chậm suýt xoa. Quá, nay cha chơi sang dữ luôn. Lâu lâu cũng cho các con uống sinh tố một lần, Hà Tiền Hoài cũng không giàu nổi. Tôi đặt tay lên tay cha mình. Cha à, lỡ năm nay thôi, năm sau tự mình làm đám dỗ cho mẹ con đi. Mình nấu một mâm cơm cúng mẹ, sau cả nhà cùng ăn là được. Chậm reo lên, phải đó cha. Cha tôi lặng im, không nói gì. Khi ra về, Chậm mua thêm một bịch sinh tố nữa. Chậm trố mắt nhìn cha, nhưng tôi hiểu là ông mua về cho cô Trinh. Nháy mắt với Chậm một cái là nó biết liền, bèn cười trúng chím, coi bộ hài lòng lắm. Nhìn nụ cười của chị em tôi, cha tôi đỏ cả mặt lên. Hừng sáng, cha gọi chị em dậy để sửa soạn đi ngoại. Cô Trinh đem qua ba gói bắp giã rồi về phòng. Wow, cô ra ngoài sớm dữ. Cha tôi kêu hai ba tiếng mà không thấy Chậm phản ứng. Ông cười cười, cái thằng ngủ như chết. Rồi cuốn mùng, nó vẫn không động đậy. Cha lấy chân hất nó lên. Bỗng ông giật mình hốt hoảng ngồi xuống đưa tay sờ trán nó, kêu lên. Thụy, Thụy, sao mà nó nóng dữ vậy nè? Tôi lật đật buông cái mền đang xếp dở xuống, chạy đến bên nó. Trời ơi, mình mẩy nó nóng gian, mồ hôi ướt cả áo. Thời tiết cũng đâu có nực nội gì lắm, mà sao nó lại như vậy? Cha kêu cách gì nó cũng không mở mắt ra mà chỉ ú ớ. Để con ngủ thêm lát nữa đi. Ông hồn vía lên mây, giục tôi xếp vài bộ đồ cho nó để đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Nghe đến hai chữ cấp cứu, tôi bỗng rụng rời chân tay. Vì sao mà cấp cứu? Không thể xảy ra chuyện gì được đâu, Chậm ơi. Cha tôi bồng nó ra khỏi cửa gọi cô Trinh. Tôi đưa Chậm đi bệnh viện, Trinh làm ơn ra cho mẹ tôi hay dùm nha. Nghe một tiếng xoàng bên phòng cô, hình như cô Trinh đánh rơi vật gì xuống gạch. Giọng cô run lên. Nó bị sao vậy anh?
Chẳng biết nữa, sáng ngủ không dậy, toàn thân nóng ran, mồ hôi ướt mình hết. Chắc là bị sốt rồi. Thôi, để em đi với anh. Thùy ra cho bà nội hay đi con. Em đi mới lo cho nó được. Thùy chưa có kinh nghiệm nuôi bệnh đâu. Làm phiền cô quá. Nhật như con của em mà, phiền gì anh. Thôi, đừng khách sáo nữa, đi nhanh lên anh. Thùy coi khóa cửa cẩn thận nhé con. Cha tôi chở cô Trinh, chậm ngồi giữa để cô ôm. Nó nhướng mắt lên rồi nhắm lại. Trời ơi, em tôi, chắc là nó mệt lắm. Bệnh gì vậy Trầm ơi, đừng có chuyện gì nhá. Hôm nay là giỗ mẹ, mẹ sẽ về, mẹ phải phù hộ cho em con đó. Nó mà có ra sao, thì con cũng không thiết tha gì nữa đâu mẹ ơi. Tôi dắt xe đạp ra, rồi khóa cửa, chạy một hơi ra nhà nội. Hôm nay chắc chắn nội không có bán vì phải vào phụ đám giỗ mẹ tôi. Gặp nội và cả nhà, tôi lắp bắp một hồi mới nói rõ được. Nội hốt hoảng kêu bác hai lấy Honda trở vào vô bệnh viện. Tôi đạp xe một mình. Vậy là giỗ mẹ cả bà nội và cha con tôi không ai chuẩn bị gì để phụ bà ngoại cả. Nội cũng chẳng mua đồ xách vào luôn. Khi tôi đến bệnh viện thì cô Trinh và cha đã làm thủ tục nhập viện cho Chậm xong rồi. Bác sĩ nói nó bị sốt siêu vi, không nguy hiểm lắm, nhưng phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi và điều trị. Bà nội mừng lắm. Cảm ơn cô Trinh không ngớt lời. Cô nói ngày thường Chậm rất thương cô, nên khi nó bệnh cô chăm sóc là chuyện nên làm. Có gì đâu mà nội phải cảm ơn. Cô kêu nội về lo buôn bán kẻo mất mối. Cô thì may lúc nào cũng được. Hàng không gấp lắm. Hãy yên tâm giao việc chăm sóc Chậm lại cho cô. Bà nội gửi gắm nó cho cô Trinh rồi kêu tôi về cùng đi với bà vào lo phụ đám giỗ. Tôi quyết định cãi lời nội. Nội ơi, nội dậy thì con chịu nhưng con sẽ không đi đâu. Con ở đây với em con hả? Chừng nào nó hoàn toàn tỉnh táo con mới yên tâm. Bây giờ vào đám cũng trộn rộn. Mà bụng dạ cứ nghĩ tới nó, con chẳng làm gì được đâu nội. Trong đó người ta biết chắc cũng sẽ thông cảm thôi. Vì chị em con chỉ còn có nhau thôi. Một đứa bị bệnh thì đứa kia có cho ăn vàng cũng không vui được. Mẹ con sẽ hiểu và không trách đâu. Chẳng lẽ bà ngoại vì lẽ này mà trách thì con cũng không cần giải thích nữa. Phải rồi, nội hiểu mà. Nhưng dỗ mẹ là bổn phận, dù giá nào con cũng phải có mặt chứ. Ngày mai mới chính thức vào đám. Nhưng nếu ngày mai mà Chậm chưa khỏe con vẫn không đi. Mẹ con đã mất rồi, nhưng em con thì còn. Lo là lo cho người sống, chứ sao lo cho người chết giận Hà Nội. Bà ngoại có bắt lỗi bắt, phải gì thì cũng kệ đi. Em con như vậy, mà bà còn bắt lỗi thì con chẳng có gì để nói nữa. Mà nội à, nội cũng mua đồ tượng trưng vô cúng mẹ con thôi, chứ sao nội lại lo đủ bao nhiêu bàn mà bà ngoại quy định như vậy. Nội cũng phải liệu phần mình thôi chứ. Bây giờ Chậm bệnh rồi, mà cha con không có tiền. Thay vì nội mua cho ngoại bày biện xa xỉ vậy thì nội cho cha con lo cho Chậm. Nghe nội, con năn nỉ nội đó, em con bây giờ quan trọng với con lắm, quan trọng hơn mẹ con nhiều nội ơi. Bà nội nước mắt lăn dài, gật đầu và thấy thuyết phục tôi không được nên đi về phía bác hai. Cô Trinh cũng kêu cha tôi về. Ra cửa, bà đưa cho cha tôi sớt tiền, dặn dò. Con cầm tiền này ra chợ mua vài ký thịt đem vô cúng vợ con. Nói với chị xui là thằng Chậm bệnh nằm viện rồi nên mẹ không vào được. Con cũng coi tình hình rồi tranh thủ rút sớm để bị nặng nhẹ. Tiền còn lại, lo đóng viện phí cho Chậm và lo thuốc men, ăn uống bồi dưỡng cho cháu nội của mẹ. Vậy mẹ không vào à? Bà lắc đầu buồn bã. Mẹ cũng không còn bụng dạ nào mà đi. Thôi, chắc vợ con có linh thiêng, cũng sẽ thông cảm. Nó cũng phải lo cho con của nó chứ. Mẹ phải tới lui chứ đâu thể để cô Trinh vô duyên vô cớ mà cực khổ với nhà mình được hả con? Thùy thì cũng không thể ở ngoài bệnh viện được, sốt siêu vi lây lắm. Đừng để Thùy nó ở đây, rồi lây nhiễm thì cực lo thêm. Mọi người về rồi. Tôi lại nghĩ, chắc là bà ngoại cũng sẽ lo sốt vó khi nghe tin thằng Chậm nằm viện. Nói sao thì nói, chị em tôi vẫn là ruột thịt của bà. Là kỷ niệm cuối cùng của mẹ tôi để lại trên thế gian này cho bà kia mà. Lẽ nào vì chuyện nó bệnh, làm bà nội không phụ mua sắm cho đám giỗ mà bà cay cú hay sao? Nếu đúng như vậy, thì bà có xứng đáng với lòng thương và sự tin cẩn của mẹ tôi nữa hay không? Thật ra, tôi không muốn nghĩ xấu về bà ngoại của mình, cũng không muốn có thành kiến gì với bà hết. Tôi cũng biết hai câu ca dao: con chim xe xẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình, em biết không? Nhưng khi nghĩ tới bà nói với người ta, cha tôi là thứ người ki bo, khi bà kêu cha đi mua món gì, cha cứ đứng trần vần ra, không nhúc nhích, cho đến khi bà lòi tiền ra thì mới chịu đi. Bà ngoại không hiểu nổi sao,
là bởi vì cha tôi trong túi không có lấy một cắc, mà đã nhiều lần ra xin tiền bà nội rồi. Giờ thì tiền đâu nữa mà đi mua. Nhớ tới những chuyện như vậy, tôi nghe chua xót trong lòng lắm. Muốn nhìn ngoại thân thiết như những đứa cháu ngoan, nhìn bà ngoại mình thật khó lòng. Cô Trinh chăm sóc Trầm tận tụy như mẹ ruột, nhìn cô nhúng ướt cái khăn bằng nước nóng để lau chùi cho nó, nhìn ánh mắt cô đầy thương yêu và lo lắng, tôi thấy hình ảnh mẹ mình đang cắm cúi bên đứa con thơ. Đến trưa thì Trầm hoàn toàn tỉnh táo, nó nắm tay cô Trinh và ngó tôi lăm lăm. Vụ gì vậy? Tại sao con ở đây? Cô âu yếm vuốt má nó. Nhật bị bệnh rồi, hồi sáng làm cả nhà hết hồn luôn. Con bị bệnh gì vậy? Cũng không có gì nặng lắm, tại Nhật không cẩn thận đó nha. Vậy con có chết không? Chết gì mà chết, nói bậy không? Bây giờ Nhật có đói bụng không? Có. Chị hãy ra ngoài mua cho Nhật bịch cháo trắng đi, ghé tiệm mua thịt trà bông cho em ăn cháo nha. Cô đưa cho tôi 50 ngàn, tôi cầm tiền ra ngoài mà nước mắt rưng rưng. Cô Trinh đút cháo cho Trầm ăn xong rồi kêu tôi về, cô nói. Con về nghỉ ngơi đi, cô ở đây với em. Bệnh này lây nhiễm lắm, đang ở khoa lây con thấy không? Đợi em bớt nhiều rồi vô thăm. Thằng Trầm hết hồn ngồi bật dậy. Con bị bệnh gì mà lây? Con bị sốt siêu vi. Bệnh không có nặng lắm nhưng mà dễ lây lan, không sao đâu. Vậy cô ở lại không sợ bị lây sao? Cô là người lớn mà, phải biết bảo vệ mình mới lo cho con được chứ. Nằm xuống đi. Vậy chị về đi chị. Con phải ngoan, mau hết bệnh, về còn nhận quà sinh nhật của cô nữa chứ. Trầm tuét miệng cười, quà gì vậy cô? Bí mật, khi nào thấy mới biết. Tôi về, chiều bà nội đến thay ca. Cha chờ cô Trinh về tắm gội thay đồ. Cô nấu nồi cháo thịt, cha con tôi và cô ăn xong, cô múc vào cái gà mên cho Trầm, nấu một bình thủy nước sôi đem theo. Nhìn cô sang sái, tôi cảm động rưng rưng. Cô lo cho nó xuất phát từ tình thương chân thật, chứ không làm cho ai coi. Qua lần này, Trầm chắc là quý cô lắm. Tôi cũng vậy. Cha tôi và bà nội chắc cũng vậy. Chuyện của cha và cô Trinh là chắc rồi. Tối cha tôi về, ông nói cô Trinh ở lại với Trầm. Nằm trên ghế bố nhìn xuống chỗ cha, tôi chảy nước mắt. Chị em tôi chưa từng xa nhau ngày nào. Tôi hình dung ra nó loi nhoi ở trong mùng. Nó là đứa dễ ngủ cực kỳ. Mới nghe láp ráp đó, lát sau thì đã ngáy phò phò. Thức dậy là miệng nói không ngớt. Sáng nào cha cũng kêu nó dậy như là kêu đò để đánh răng rửa mặt. Năm nay học buổi chiều nên nó nướng muốn khét luôn. Thức dậy phải lăn mấy vòng rồi ngồi lên mà vẫn còn say ke. Bây giờ nằm trèo keo trong bệnh viện không có tôi bên cạnh, chẳng biết nó có buồn không. Nhưng có cô Trinh, chắc nó cũng được an ủi. Chiều hôm sau, tôi nhất định phải ra thăm nó vì ngày mai là thứ hai. Tôi đi học rồi. Nghe nói bà nội và bác hai gái, thím út có tới thăm nó và cho nó tiền. Vừa thấy tôi, nó nhe răng cười rồi như chợt nhớ ra, lại quay ngoắt 180 độ. Ghét à, ở miết trong nhà, chớ ra thăm thằng nhỏ nữa, không biết nhớ em út gì hết trơn. Tự nhiên nước mắt tôi tràn ra, tôi nhào tới, ôm lấy nó, mặc kệ lây nhiễm gì cũng được. Nhớ cưng muốn chết luôn, nhưng không ai cho chị đi thăm hết đó, mau hết bệnh về biết chị nhen. Nó lấy tay lau nước mắt cho tôi an ủi. Nói giỡn thôi, chứ mình biết chứ, bệnh của mình lây mà. Chị xích ra đi, để lây hả? Mình cũng khỏe rồi. Cô Trinh cười. Không sao nữa rồi, Nhật hết bệnh rồi, không bị lây nữa, có thể mai xuất viện đó. Về nhà nghỉ ngơi chứ chưa đi học được đâu. Con về rồi, cô có còn lo cho con nữa không? Có chứ, cô lo hoài hoài luôn. Nhìn thấy nó mặt mày rạng ngời vì hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Nhưng mà hỡi ơi, ngay lúc đó bà ngoại và bà Ba Gia xuất hiện trước cửa phòng. Bà ngoại thấy cô Trinh thì hất hàm hỏi. Ai đây? Mọi người quay lại. Trong phòng bệnh, còn có một cô đang nuôi con cũng bệnh như Trầm, cũng chờ mai xuất viện. Đều nhìn bà chân chân. Trầm dũng cảm lớn tiếng. Đây là mẹ con. Cô Trinh và cả tôi đều giật mình vì lời tuyên bố của nó. Bà ngoại trợn trừng mắt. Mày vừa nói cái gì? Đây là ai? Mày kêu cô ta bằng gì? Trầm quay mặt chỗ khác, lầm bầm. Ghét cái tiếng mày thúi con mắt luôn. Tôi nghĩ, dù cha tôi và cô Trinh chưa hứa hẹn gì với nhau, nhưng có thể hai người cũng đã có tình cảm rồi. Tốt nhất mình cũng nên công khai, để cho cô chút thể diện, nên bình tĩnh nói với hai bà. Ngoại à, đây là cô Trinh, bạn gái của cha con đó ngoại. Bà ngoại mím chặt môi, hít một hơi thật dài, rồi thở hắt ra, như cố nén xuống nỗi giận dữ mà vẫn không nén được. Bà cay cú ngó tôi,
như muốn nuốt trọn vào trong mắt. Bạn gái hả? Từng tuổi này mà bạn trai bạn gái là sao? Cô Trinh hoảng lên, vội vàng đứng dậy dịch ra khỏi chỗ nằm của Trậm. Cô nói khẽ nhưng không run. Chào bác, con là hàng xóm với hai đứa nhỏ. Ngày thường Nhật cũng hay tới lui chơi với con. Giờ nó bệnh, con cũng rảnh rang nên phụ bác gái chăm sóc nó một buổi vậy thôi. Nó đã kêu cô là mẹ rồi còn gì. Nó chỉ nói đùa thôi bác ạ. Bình thường nó gọi con bằng cô Trinh. Bác gái giới thiệu cho con bỏ mối đồ ở mấy xốp quần áo nên con mang ơn. Chứ con và anh Hậu chẳng có gì đâu bác. Bà ngoại chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh Chậm. Nó quay sang. Con bị sốt siêu vi đó. Bệnh này lây dữ thần. Bà ngoại đừng đến gần. Trời ơi, vậy mà nỡ lòng nào bà ngoại tôi đứng bật dậy liền, bà còn dịch ra cách nó mấy bước chân nữa chứ. Thằng Chậm mặt mày đằng đằng sát khí, nó liếc ngang, liếc dọc. Thì ra bà ngoại cũng không bằng cô Trinh, con mới nhập viện cô Trinh đã lo lắng, lau mặt mày cho con, đút cho con ăn, ngủ chung với con. Còn bà ngoại mới nghe nói thôi, đã sợ khiếp vía. Vậy ngoại về đi, chứ đứng một hồi lây bệnh chết luôn à. Bà nội cũng không có nhát gan như ngoại, chẳng qua là không thương thôi. Nói xong nó quay lưng vào trong. Bà ngoại nhìn mẹ con cô ở giường kế bên, có vẻ ái ngại. Tôi thấy vừa giận vừa tội nghiệp cho bà. Dù sao thì cũng là bà ngoại của mình. Sao nỡ dồn bà vào thế khó xử như vậy? Tôi vừa định lên tiếng la Chậm, thì bà ba ra quát vang rền. Xem ra bà còn hồ đồ gấp mấy lần chúng tôi. Cái thằng mất dạy. Tao chứng kiến bà ngoại từ bay nuôi bay từ nhỏ đến lớn. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bà ngoại bay chỉ có một bộn con gái là mẹ bay. Mà nó bị mất sớm, tưởng đâu tụi bay biết chuyện, ở lại hù hỉ với bà. Ai dè cha con cũng dẫn đi, bỏ mình bà ra cô độc. Giờ đã nói hỗn hào láo xược với bà ngoại của mình, ai dạy bây giờ cái thứ như vậy chứ. Chúng tôi chưa biết phải phản ứng ra sao thì bà ngoại đã khóc bù lu bù loa lên. Mọi người nghĩ coi, con tôi chết mổ chưa xanh cỏ mà cha nó đã kiếm người khác vô thế chỗ rồi. Thằng cha là đồ bỏ đi không kể, còn hai đứa con là núm ruột của nó mà cũng chẳng cần nhớ tới mẹ mình. Không có mẹ bay, sao có bay trên đời, mà thậm chí ngày dỗ cũng chẳng có mặt lớn mặt nhỏ nào vô cúng quài hết. Cô kế bên nuôi con bệnh lên tiếng. Bác trách vậy tội nghiệp cha con anh. Con thấy qua nay anh cũng áy náy lắm, nhưng thằng nhỏ bệnh biết sao bây giờ. Như con đây nè. Cô ta mếu máo. Hôm nay là đám dỗ chồng con, mà con có mặt ở nhà để cúng đâu bác. Hoàn cảnh mà, biết phải làm sao. Mọi người sững sờ, đồng cảm nhìn cô. Tôi thấy bà ba đã đi quá đà nên không muốn tiếp chuyện nữa. Bèn ngồi xuống bên cạnh Chậm như để bảo vệ nó. Tôi gay gắt trả lời bà ba. Ngoại và bà ba, nếu tới thăm em con thì đã gặp rồi, không hỏi thăm thì thôi, vậy là có thể về được. Ở đây là bệnh viện, không có cha con và bà nội, không có người lớn, nên ngoại muốn mất nỗi bắt phải gì tụi con cũng không biết đâu. Chờ em con khỏe rồi, xuất viện rồi, ngoại muốn chửi muốn đánh gì thì tùy ngoại. Bà ngoại rưng rưng nước mắt nói, giọng nói trùng xuống, nét mặt buồn lộ rõ lên mặt. Mấy đứa con có coi ngoại ra gì đâu. Chuyện chi cũng chỉ cần bà nội là đủ. Đi khỏi nhà cả năm trời cũng chớ hề vô thăm bà già này một lần. Nhà chỉ có bốn người, thằng Chậm bệnh một người nuôi là được. Hai người còn lại tranh thủ chạy vô đốt cho mẹ bay cây nhang mất nhiều thời giờ lắm sao. Trông hoài mà chẳng thấy mặt nào. Mẹ con ở Suối Vàng cũng tủi cho vong linh của nó. Ngoài ơi, nếu mẹ con biết em con bị bệnh chắc mẹ con còn lo hơn bất kỳ ai. Mẹ con chẳng bao giờ đi bắt lỗi mấy vụ này đâu ngoại. Ngoại về đi, ngoại cũng có tuổi rồi, tới lưu bệnh viện cũng không tốt đâu. Tôi tưởng nghe xong bà sẽ giận dữ bỏ về tức thì, nhưng không phải, bà quay hẳn người lại, kéo cái ghế mổ dành cho người thăm bệnh, rồi ngồi xuống cạnh giường. Bà ba níu tay ngoại, nhưng ngoại gạt ra, bà nhìn cô Trinh chằm chằm. Cô tên Trinh hả? Dạ. Người ở đâu? Dạ, con ở ấp trên, cách đây 20 cây số. Cha mẹ còn khỏe không? Dạ, mẹ con mất lúc con 12 tuổi. Cha con mới mất chưa đầy năm. Rõ ràng mẹ cô Trinh còn sống và hiện đang ở nước ngoài, sao cô lại trả lời bà ngoại như vậy? Là hơn nữa là tôi cảm nhận được đôi mắt ngoại tôi ánh lên nỗi vui mừng. Có nhà cửa hẳn hoi, sao lại sang đây thuê trọ? Dạ, vì ở đây gần mấy xốp may đồ, con cũng tiện giao hàng. Ngoại gật đầu, cô thân với hai đứa nhỏ như vậy, chắc cũng biết hoàn cảnh của chị em nó phải không? Dạ, con có nghe sơ qua. Cô sẽ ưng cha tụi nó chứ? Cô Trinh đỏ mặt cười. Bác ơi, là tụi nhỏ gán ghét vậy thôi, chứ con với anh Hậu không có ý gì với nhau hết. Tình anh Hậu khó khăn và ít nói, chắc bác cũng biết rồi. Cha con mấy mất, con cũng không có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện riêng của mình. Tôi hỏi cho biết thôi, chứ không có ý cản đản gì đâu, cô cũng đừng có ngại. Và lại con tôi dù sao cũng đã mất lâu rồi, cha sắp nhỏ muốn cưới vợ khác là quyền của nó.
Nhưng nếu như ai vào làm mẹ của cháu tôi, thì ít nhất tôi cũng phải biết qua nhân thân của người đó, cô đồng ý với tôi không? Dạ, con hiểu mà bác. Nếu như cô và cha tụi nó có đến với nhau, thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng thú thật, tôi không muốn cháu mình sống với mẹ ghẻ. Trước sau gì, hai người cũng có con riêng với nhau. Cho nên nếu như hai người cưới nhau, thì tôi sẽ đem hai đứa cháu tôi về, nhưng không gian lại cho vợ chồng mới cưới. Mặt cô Trinh tái đi, thằng Chậm la lên. Không được, con ở với cô Trinh à? Tôi cũng xen vào. Ngoại à, ngoại, cô Trinh giờ còn tang cha, muốn gì cũng phải chờ 2 năm nữa. Lúc ấy con cũng ra trường rồi, con có thể lên đại học. Có thể không, còn thằng Chậm chỉ mới lớp 10, nó phải ở với cha con, để bác hai và chú út kèm cặp. Và lại Chậm nó thích cô Trinh lắm, nó thích nên nó mới muốn cha con cưới cô Trinh. Nhưng ngoại cũng đừng lo, sau khi con có việc làm đàng hoàng, con sẽ về ở với ngoại, sẽ chăm sóc ngoại. Còn Chậm, nó muốn ở với ai thì tùy nó chọn ngay ngoại. Nghe tôi nói tới đó, Chậm ngồi bật dậy la lên. Không, mình ở đâu chị phải ở đó, nếu chị đi học xa thì mình ở với cha. Chừng chị về, chị phải ở với mình, ở đâu cũng phải có chị có em, không cho chị ở riêng đâu. Tôi nhìn nó, thương đứt ruột. Mà hôm nay bà ngoại lạ thiệt, không những không giận mà lại còn nhẹ nhàng nói. Hay là cả nhà con trở về ở với bà? Bà không thương cha con thì việc gì cha con về ở với bà, đâu có ý nghĩa gì đâu ngoại. Hơn nữa sau này cha con sẽ có vợ, mà vợ cha con thì chẳng quan hệ chi với ngoại hết, sao ở chung nhà được. Hồi đó ngoại có hứa với nội con là sau này nếu cha con có vợ, bà cũng sẽ xem người đó như con gái của mình mà. Ngoại đừng giận nếu như con nói lời này là ngoại không giữ lời khi ghét bỏ cha con. Bây giờ cha con về ở với ngoại sao được nữa. Cha con cũng có tuổi rồi, cha phải có cuộc sống riêng tư, cha làm chủ. Ở với ngoại cha con không dám bộc lộ quan điểm của mình, làm gì cũng e dè. Thời gian gần đây, con thấy cha con vui vẻ hẳn mà cũng thông thái hơn trước. Ngoại à, kệ cha của con đi. Cha con muốn sống sao thì cha con sống. Tụi con không muốn ông lệ thuộc ở ngoại nữa đâu. Bà ngoại tái mặt, còn bà ba ra thì lớn tiếng mắng chửi. Đó, chị thấy chưa? Tôi nói mà chị không nghe. Chị làm sao mà bị với cha, với bà nội của nó được chứ? Chị có bệnh hoạn, mà nằm ngáp ngáp ở nhà, nó cũng không quan tâm đâu. Bây giờ mà năn nỉ cha con nó về, để hầu hạ nữa hay sao? Một mình chị sống vậy không thoải mái sao? Chị có bệnh hoạn tôi bỏ chị sao? Thôi, nói nhiều quá. Trên nhà tôi gì không lo được đâu. Tụi nó dù gì cũng là máu thịt của con tôi. Nhưng nó cũng là máu thịt của người ta, mà người ta còn sống sờ sờ, con của chị đã mất xác rồi. Dì im đi cho tôi nhờ. Ngoại quay sang qua tôi. Bà nội con tới, nói bà ngoại mời bà nội vô nhà gặp ngoại chút nha Thúy. Dạ. Bà đứng dậy sờ chán Chậm, nói khẽ, bớt nóng rồi, chắc sắp xuất viện. Cảm ơn cô Trinh đã chăm sóc cháu tôi. Bà về nha Chậm, hết bệnh rồi, nhớ vô thăm bà. Chậm gật đầu, nhưng nó có vẻ ngạc nhiên, vì thái độ của bà ngoại đã thay đổi chỉ trong vòng có mấy phút. Nhìn bà ngoại khập khiễng, chân thấp chân cao bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng tôi bỗng dậy lên một tình thương kỳ lạ, làm bao nhiêu nỗi giận hờn mấy lâu trôi tuột đi mất. Đôi chân bà ngoại vốn yếu đuối bẩm sinh, vì vậy nên mới bị người ta phụ tình. Vì vậy nên ông ngoại dù biết có mẹ tôi hiện diện trong đời, thà gửi tiền về cho chứ không thèm gặp bà và mẹ tôi một lần. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy thù ghét ông thêm. Thù ghét ông mà lại không dám biểu lộ với bà cụ Tứ mới chết. Nhưng mà làm sao biểu lộ được khi cụ Tứ đối với chị em tôi còn hơn cả bà ngoại ruột của mình. Thật sự mà nói, bà ngoại chỉ khó khăn với cha con tôi thôi, chứ với lối xóm bà vẫn là một người tốt, sống chan hòa cùng xóm làng. Nhà ai có hữu sự, bà đều có mặt để chia sẻ. Có thể vì không làm ra được tiền nữa, nên bà cố thủ, lợi dụng bà nội tôi để tổ chức đám rình rang thu tiền bỏ túi hộ thân. Nói như thế nào thì việc làm đó cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không bỏ ngoại của mình. Sau này khi có việc làm ổn định, tôi sẽ chăm sóc cho tuổi già của ngoại. Bà nội dù sao cũng có 3 người con trai, dâu, cháu nội đời Huệ, bà ngoại thì chỉ có chị em tôi. Gia đình bà ba ra thì chỉ có cái miệng chứ nhờ cậy được gì. Bà ngoại về rồi, thằng Chậm vui vẻ trở lại. Nó chỉ là một đứa bé 13 tuổi thôi mà. Ở tuổi của nó nếu như còn mẹ, nó sẽ nũng nịu vòi vĩnh đủ thứ. Chậm thích cô Trinh, nhưng nó cũng ý thức được rằng cô Trinh chỉ là người lạ mới quen biết. Chuyện cha tôi và cô có thành hay không vẫn còn chưa biết trước được vì thời gian cô chịu tang vẫn còn dài. Cô Trinh ở lại với Chậm cho đến khi nó xuất viện ra về. Về tới phòng trọ rồi, các thầy cô đến thăm cho nó tiền và quà bánh. Qua lần này, tôi mới biết Chậm được bạn bè thương mến, cô giáo chủ nhiệm vận động các bạn và thầy cô gom tiền cho nó bồi dưỡng.
Các bạn hàng ở ngoài chợ cũng gửi sữa cho nó uống. Chậm vui và hạnh phúc lắm. Qua lần này, nó càng yêu quý cô Trinh hơn. Có được mấy đồng bạc, nó đưa cho cha, nhưng ông nói cứ giữ đó đi, rồi muốn ăn gì thì mua ăn. Chậm hí hửng nói nhỏ với tôi. Mình để dành tiền mua máy vi tính này. Ôi trời, thấy thương gì đâu à, được bao nhiêu đâu mà đòi mua máy. Không biết mua con chuột đủ hay không nữa là... Về đến nhà buổi sáng là buổi chiều nó đòi đi học liền, nhưng mọi người không cho. Cô giáo chủ nhiệm vào thăm, kêu nó cứ nghỉ vài hôm. Nó nói quyết tâm năm nay sẽ lãnh thưởng mà nghỉ học thì sẽ mất điểm chuyên cần. Cái thằng lo xa hết sức. Chiều tối tôi chở bà nội trên chiếc xe đạp cùi của mình và bà ngoại theo lời mời của bà. Bà nội không tỏ vẻ gì ái ngại như suy đoán của tôi. Trên đường đi, tôi hỏi nội. Nội à, nếu bà ngoại phản đối chuyện cha con với cô Trinh thì sao nội? Ăn thua là do cha con với cô Trinh thôi. Bà ngoại không có quyền gì. Nhưng nếu như bà khóc lóc cản trở thì sao? Thì sẽ rất là vô lý. Cha con đã tròn bổn phận với mẹ con rồi. Bây giờ nếu như bà ngoại con cứ gây khó dễ cho cha con, thì lúc đó nội sẽ nói với ngoại con rằng cha con là con của bà nội chứ không phải là con rể của bà ngoại nữa. Nội không sợ xui ra mích lòng sao? Vì để bảo vệ con mình nội sẽ không sợ gì hết. Nội đã từng thương mẹ con như con gái ruột, đã lo lắng cho mẹ con từ khi mạnh khỏe đến lúc bệnh hoạn và chết đi. Cha con cũng để tang mẹ con 7-8 năm rồi. Nếu như cha con chưa có người ý hợp tâm đầu thì thôi. Nhưng bây giờ có cô Trinh mà chị em con cũng muốn cối làm mẹ mình thì việc gì phải sợ bà ngoại cấm cản chứ. Con thấy ý ngoại hình như muốn cả nhà con dọn về ở chung, bao gồm cả cô Trinh nữa. Điều này thì không thể được. Bà nội không tin bà ngoại con sẽ đối xử tốt với cha con và cô Trinh. Không cớ gì mới lấy chồng lại rơi vào hoàn cảnh làm dâu với một bà mẹ chồng mà không phải mẹ chồng được. Giá nào bà cũng phải ngăn cản chuyện này. Con cứ nghĩ đi, trước đây ngoại con đối với cha con như thế nào, khó khăn lắm nó mới thoát ra được mà sống theo ý của mình. Nay vì cớ gì lại chui đầu vào dọ nữa chứ? Nói chính xác ra rằng, bà ngoại con không xứng đáng để ai phải hy sinh cho bà ấy cả. Tôi im lặng và ngạc nhiên lắm. Thì ra bao lâu nay, trong lòng nội tôi đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng chưa một lần bày tỏ, bà có thể hy sinh cho cha con tôi nhiều, nhiều hơn nữa, nhìn bà ngoại nhiều hơn nữa. Nhưng nếu như đã biết bà ngoại đã từng ngược đãi con cháu bà, thì bản năng người mẹ, người bà, trong bà trỗi dậy mãnh liệt, sẵn sàng xù lông, dương cánh để bảo vệ con, cháu của mình. Bà nội hơn bà ngoại nhiều ở mặt này. Ôi, chắc chắn hôm nay sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai người mẹ, ai cũng đáng thương. Một người mẹ đã mất con, và một người mẹ đang bảo vệ con mình. Tôi phải đứng về phía của ai? Bà cụ Tứ nhất định hôm nay phải có mặt của bà cụ mới hy vọng phân giải được chuyện này, hầu hạ bớt sự mâu thuẫn trong lòng hai người mẹ mà theo tôi ai cũng đáng thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Gió Lay Lá Cỏ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.